Bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn kèm cách xác định chân của ổ khóa điện này và xác định chân của dơ le. Thế thì cái thứ nhất là thầy sẽ hướng dẫn kèm xác định chân của ổ khóa điện. Thì đối với ổ khóa ở trên này sẽ có... À, cái thứ nhất là thầy sẽ giới thiệu về ổ khóa. Thì trên ổ khóa này, cái thứ nhất này, cái mặt này, cái mặt nấc điều khiển của ổ khóa thì gồm có một là ổ và chìa khóa này. Cái thứ hai, ở trên các nấc điều khiển này thì sẽ có một là có ký hiệu lúc này, ACC này on này và add starter thì cái uh, lúc này là ở lớp tắt nghĩa là ta vặn ổ khóa này về về lúc là sẽ là tắt thứ hai ta bật sang nước acc thì gọi là điều khiển bật ở lớp on nước uh, on cũng là ở mở xin lỗi là nước mở bật sang nước on cũng gọi là nước mở và bật nước start là nước mở thì như quy ước chân thì cái chân ac này sẽ dùng à, ví dụ như bật nước ac thì dùng để cấp điện cho ví dụ như đài cassette này làm việc này, đấy hoặc một số xe để cấp cho hệ thống điều hòa thì tùy vào mỗi một xe nhé. Cái thứ hai, knock on là dùng để cấp cho toàn bộ các thiết bị điện trên xe nếu cần. Nghĩa là khi bật on, nên là sẽ cấp nguồn cho các thiết bị điện điện trên xe nếu cần. Ví dụ như là à, hộp ESU này, hệ thống đánh lửa này, hệ thống nhiên liệu này, đấy và hệ thống nạp này, vân vân. Nghĩa là hệ thống nào cần thì sẽ qua ổ khóa ở nóc on. Còn nấc start chính là trong quá trình điều khiển ở quá trình khởi động của động cơ. Nghĩa là khi bật lên start là quá trình cấp nguồn cho hệ thống khởi động làm việc. Yeah. Cái thứ hai nữa là ở trên ổ khóa này thì nó có bốn nấc điều khiển nhưng có 7 chân. Do vậy ở trên ổ khóa này sẽ có hai cái cặp tiếp điểm, trong đó là có cặp tiếp điểm AM1 thì sẽ đi với các cái chân như là AM1 này, ACC này và IG1, ST1 còn cái mạch của AM2 sẽ đi với ST2 với IG2 thì đấy là có gồm 7 chân. Do vậy để xác định được các chân ở trên công tắc này, nghĩa là chân ổ khóa này thì các em có thể sử dụng đồng hồ để xác định. dùng đồng hồ. Bật về lớp X1 hoặc cái 10 để ta xác định nhé. Thế thì để xác định ở đây thì các em lưu ý là đối với ổ khóa này thì ở trên mô hình của thầy thì thầy lại các toàn bộ các cái chân nguồn của ổ khóa thầy sẽ được đưa hết về các cái rắc cầu lối đây. về cái rắc cầu lối vị trí này. Đấy. Do vậy khi các em thực hiện đo thì các em sẽ bật ổ khóa này và các em sẽ đo ở các vị trí chân này. Đấy, đo ở các vị trí chân này cho thầy nhé. Để tìm ra được các, các chân. Đấy. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em. Thứ nhất là thầy bật với x1 hoặc x10. Và sau khi bật với x1, x10 rồi thì các em sẽ kiểm tra tình trạng của đồng hồ là các em chập hai que đo đồng hồ lại. Nếu kim nên là ok nhé. Còn nếu kim không nên thì chứng tỏ đồng hồ đang có vấn đề. Đấy, đồng hồ đang có vấn đề đấy. Nên do vậy ở đây thì thầy đã test kiểm tra đồng hồ vậy. Sau khi test kiểm tra đồng hồ rồi thì lúc này thầy sẽ bật ổ khóa ở lớp AC. Đây bật ở lớp sang lớp AC nhé. Thầy sẽ đo được một cặp thông. Trong đó gồm có AM1 thông với ACC. Thì mời các em quan sát. Lúc này thầy sẽ lấy bất kể các chân nào nhé. Bất kể chân nào. Ví dụ lấy chân này làm chân chung. Rồi đo với các chân còn lại đây. Thầy đo từ đằng bên phải sang Được chưa? Đây các em nhìn. Có một cặp thông. Được chưa? Thì cặp tông này chính là cặp gì đấy AM1 và ACC Thì lúc này trong hai cái chân này Thì ta không biết được đâu là AM1 và ACC Không biết được chân nào là AM1 và ACC nhé Thì cái này ta cứ để tạm thời vậy Ta sẽ đi tìm chân IG1 này ST1 Thì lúc này để tìm được chân IG1 Được chưa Thì cái, à, để tìm được chân IG1 này Và cặp AM2 và IG2 Thì các em sẽ bật ổ khóa ở lớp ON lên Đấy bật ổ khóa nước on lên Khi bật ổ khóa nước on lên thì vẫn có chân AM1 thông với ACC được chưa? Vẫn thông với ACC Do vậy các em sẽ lấy chân kim đồng hồ còn lại Đo toàn bộ với các chân còn lại ở trên đây Đo với chân này Và quan sát đồng hồ cho thầy Các em nhìn Thì ta nói ra thì đấy Tìm được cái chân này chính là chân IG1 Để test nó phải không thì ta bật sang Bật tắt đi Số này bật lên này Thì lại lên thì đây chính là chân IG1 sau khi các em biết chân IG1 rồi thì các em có thể sử dụng một cái bút để trong quá trình các em đánh dấu. Sử dụng một cái bút để trong quá trình đánh dấu nhé. Thì ở đây em đánh dấu ở chân này gọi là chân IG1 thì các em sẽ đánh vào nhé. Đây ví dụ vừa nãy thầy đo chân này nhé là IG1. Thì em có thể kể một gạch ngang từ trên xuống dưới này. Thì em ghi gọi IG1. Được chưa? Đấy. Nhằm mục đích để làm gì? Ví dụ như thầy ghi đây cho nó dễ nhé. IG1 này. Để các em tránh trường hợp bị nhầm lẫn khi ta đấu mạch. Sau khi tìm được IG1 rồi thì lúc này thầy sẽ tiến hành vẫn để ổ khóa nước on và đi tìm cặp AM1 và AM2. Tìm cặp AM1, à xin lỗi là AM2 và IG2. Thì lúc này ta sẽ lấy các chân còn lại nhé. Lấy các chân còn lại. Ví dụ thầy lấy chân đây. Đo với các chân đây các em nhìn. Và quan sát kim đồng hồ nhá nhớ đo ở đây thì đừng quan sát thì mắt mình niếc sang chứ không phải là cả đầu mình nghiêng cái này sang nhá nghiêng nhiều nó sẽ gì đấy mỏi cổ còn niếc nhiều thì sẽ bị lác mắt đấy Đấy chưa Nên các em chịu khó ok chưa chân này không nên thì ta loại đi nhá các em ta lấy chân thứ hai đây cũng không nên ta loại tiếp ta lấy chân thứ ba đây, chân thứ ba cũng không nên loại tiếp lấy chân thứ tư đây. chân thứ tư thì được cặp đây thì các em tắt đi nhá mất bật lên lên thì đây chính là cặp AM2 và IG2 chưa cặp AM2 và IG2 thì các em sẽ đánh dấu luôn khoanh vùng cho thầy nhé đây chính là cặp này đúng không đây các em thể khoanh vùng luôn hai chân này Đấy. Và lúc này các em sẽ đi tìm cho thầy cái chân ST1 và ST2 Thì các em hiểu muốn tìm ST1 thì các em sẽ lấy cái cặp của AM1 Cặp của AM1 với ACC này Đo với các chân còn lại và bật ổ khóa nước start thế để thực hiện ở đây thì thầy lại phải mượn cái rắc cầu lối này bởi vì lúc này là mình là ở trên rắc cầu lối thì thầy chỉ có hai tay và có một mình mình không thể làm được thì thầy phải đưa một chân đồng hồ và bắt chặt lại sau đó thầy bật start này và khi thầy bật nấc start này thầy có thể test được tìm luôn cả cái chân AC luôn nhé các em tìm luôn cả chân AC nhá thì trong trong quá trình chân AC và AM1 này khi bật lên thì chân AC với AM1 này sẽ bị mất Thế bị mất nhá. Đây em nhìn đây này, thầy đo này. Hai chân này không nên nhá. Do vậy các em có thể lấy một trong hai chân này đo với các chân còn lại để tìm ra start. Nếu giả sử em đo đúng lấy chân uh, AC đo với các chân còn lại thì sẽ không AC này sẽ không thông với start được. Chỉ có chân AM1 thông với ST thôi nhá. Cái này ST1. Được chưa? Có AM1 thông với ST1. Thì đây, các em xem nhá, thầy bật start thầy sẽ lấy cái chân này nhá. Cũng không biết được đâu AM1 đâu nhá. Thầy cứ đo đi. Thầy đo này từ đây. Hai chân này thầy biết rồi thì thầy loại nhé. thầy không đo nữa đâu nhá. Đây. đây cái chân này lên nhé các em, nhà ra mất này. Nên này, mất này. Thì đây chính là chân ST1. Thì để chứng mẹ để đây chính chân ST1 này để chứng minh cái chân ACC này có thông với ST và AM1 không thì thầy vẫn bật start các em nhìn này. Không nên nhá, nhưng lại thông với ST này. Start này. Này chân ST1 này. Là AM1, còn lại là ACC AC nhé, còn lại là ACC. Và ACC này sẽ không thông với hai chân này nhé các em. ACC không thông với chân này này Không biết thông với chân ST này nhé Nhớ thầy Thì cái thầy sẽ lại bắt cái chân AC sang đây cho các em xem À bắt chân đồng hồ sang chân AC nhé Thì vừa nãy đo rồi nhưng mà bây giờ Đo lại để chứng minh thôi Thấy chưa Thầy vẫn bật start này Để lớp on thì vẫn thông nhưng các em Nhưng bật start nên mất này Thấy chưa Đo lên ST cũng không thông Do vậy là chứng minh tại uh, Chân ACC sẽ không thông với hai chân này được chưa? Cũng không thông với nó on luôn nhé. À lớp IG1 luôn nhé. Đấy. Thế thì tại sao mà khi bật start lên ACC mất? Bởi vì là ACC là cấp cho đài rô cassette này. Điều hòa này có thể này. Hoặc một số phụ tải. Thế thì ví dụ như khi em đang đỗ xe ở đề đường chờ khách. Hoặc chờ người nhà. Mà em buồn. Thì em phải mở đài lên. Buồn đây là buồn ví dụ buồn tai buồn ngủ đấy. Hoặc là không có cái gì để 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 mình ngồi chơi ý, mình nghe để nghe qua đấy thì mình phải bật đài nên mình nghe này hoặc mình xem tivi xem phim đấy. thì lúc đấy mình mới gọi là gì bật công tắc AC nên không cần phải bật on để tránh trường hợp cấp điện cho các phụ tải trên xe Chứ? nó làm cho hao điện do vậy mình chỉ bật AC thì phục vụ cho đài đô cassette thôi chứ các anh đừng có hiểu từ buồn khác nhá nguy hiểm lắm đấy thế thì sau khi các em đã xác định được chân rồi thì lúc này các em đánh dấu cho thầy thì đây là chân chính là chân ST1 thì thầy đánh đây ST1 này chứ? Và lúc này mình đã biết chân ACC rồi Thì mình sẽ đánh dấu chân này là chân ACC Các em nhìn cho thầy nhé ACC luôn này Còn chân này là chính là chân AM1 AM1 nhé Chưa? Thì các em gióng lên đây cho thầy đấy, AM1 đây nhé Đây, đây sang nhé Chưa? Thì mình đã biết được Còn hai chân này chính là chân gì đấy AM2 và IG2 Lúc này ta sẽ đi tìm chân ST2 Thế để tìm được ST2 thì ta sẽ lấy cái hai cái chân AM2 và IG2 này làm chung. Làm chung nhá. Và đo với các chân còn lại. Bật tất start. Các em này, làm chung đây được chưa? Đây này, hai chân đây, AM2 và IG2 nhá. Chưa? đây, hai chân này. Thế thì lúc này các em sẽ thực hiện à thực hiện thể đánh dấu nhầm nhé các em, thông cảm. Chết rồi. khổ chưa? Thấy con nhầm này thì nguy hiểm nhá. Đúng không? chưa? Sau khi em biết là hai chân này ở kia ở lock on nha. Lúc này em bật start lên. Khi bật start lên thì hai chân này vẫn thông bình thường nha các em. Lúc này các em sẽ tìm ra chân ST. Đây, đây chính là chân ST2 này. Nhả ra mất. Đây. Thì lúc này các em sẽ đánh dấu luôn đây chính là ST2. ST2. Còn hai chân này thì các em có thể là ví dụ khi các em xác định một cái ổ khóa như thế này. Xác định ổ khóa như thế này thì các em sẽ lấy hai chân này bất kể cũng được. Ví dụ đây là chân là AM2 này. Thấy chưa? Thì chân còn lại của kem là phải là IG2. Xong. Thì đấy là thầy đã hướng dẫn kem các cách xác định chân của ổ khóa. Đấy. Thế thì trong quá trình sau khi kem xác định chân ổ khóa này thì ổ khóa này cấp nguồn cho các mạch hệ thống nào? Nghĩa là mạch điện của hệ thống nào? Đấy. Hoặc là các thiết bị phụ tải điện nào thì ở trên sơ đồ mạch. Thầy đã chứng minh. Đấy. Thầy đã chứng minh cho ở cái trên sơ đồ mạch sau này kem nhớ nhé. Ví dụ như mạch hệ thống khởi động Đấy, Thì lúc này là ST này sẽ phải lối với chân gì à, Ví dụ như là ST này phải lối với cả chân một là cuộn cảm dưới đây mạch này à, hai là nối trực tiếp với chân của chuột đề Chân 50 chuột đề Đấy các em nhớ cho thầy nhé các em học mạch hệ thống đánh nửa Thì chân IG này chính là Ví dụ như IG2 đây này Có một số xe là IG lấy IG2 Thì IG2 này sẽ cấp cho chân IG ở à, chân chân B của IC đánh nửa đấy và chân dương của biến áp đánh nửa. Và ngoài ra nếu mà hộp ESU thì cũng phải lấy nguồn từ IG Khi bật nó on nhé các em Thì đấy là thầy đã hướng dẫn các em cách xác định chân của ổ khóa điện Loại 7 chân chưa? Đấy. Còn ngoài ra có loại xấu chân này đấy Thì có thể là thầy sẽ hướng dẫn các em ở uh, trong quá trình khi ở thực hành nhé Thì sau đây để uh, Nếu mà xác định xấu chân thì nó cũng tương tự như thế này thôi các em ạ Và các em nhớ thầy nguyên tắc là cứ bật lên đo được một cặp thông thì phải tắt đi để chứng minh có phải của nó không thì đấy là cái nguyên tắc nhớ cho thầy đấy là thầy đã hướng dẫn kem xong cái xác định chân của ổ khóa bảy chân ổ khóa bốn nấc và có bảy chân nguồn thầy mong rằng sau khi các em học xong cái này thì các em sẽ phải thực hiện được cho thầy còn sau này mà theo mạch thì anh nào lấy nguồn từ đâu thì các em sẽ thực hiện lấy nguồn ở trên ổ khóa này thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em xác định chân của dơ le Mạch. sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em xác định chân của dơ le thế thì để đối với xác định được chân của dơ le ở đây thì thầy có các cách xác định như sau cái thứ nhất là thầy sẽ sử dụng đồng hồ để xác định chân của dơ le okay. dùng đồng hồ nhé Đấy. và ngoài ra thầy có thể sử dụng kết hợp giữa đồng hồ bình nhắc quy là cái thứ hai cái thứ ba là thầy sẽ có thể xác định chân bằng uh, sự quan sát dựa theo các thiết diện hình dáng trên dơ le để xác định. Thì cái thứ nhất là thầy sẽ hướng dẫn các em xác định chân của dơ le. Thì dơ le ở đây thì cái thứ nhất là gồm có một là dơ le ba chân. Các em nhìn này, dơ le có ba chân rắc này. Đấy chưa? Đấy. Hai là dơ le có 4 chân. 1, 2, 3, 4 được chưa? Đây là các chân rắc nhé. Thì dơ le bốn chân này, loại này, 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 này có hai loại. Một là dơ le thường đóng và dơ le thường mở. Nghĩa là có cặp thường đóng và cặp thường mở thì có hai loại đây Ở trong này sẽ có một loại cặp thường có cặp tiếp điểm thường đóng và một cặp tiếp điểm thường mở. Đấy. Chưa. Cái thứ ba là rơ le 5 chân, rơ 5 chân. Đây. Chưa. Là 1 2 3 4 5 này. Và cái thứ tư là rơ le 6 chân. 2 4 6. Các chân ở đây thì các em hiểu nó là các chân nguồn nhá, trong đó nguồn vào và nguồn ra. Thì vào cái thứ nhất là thầy sẽ hướng dẫn rơ le 3 chân. Rơ le 3 chân này. Cái thứ nhất là để xác định được dây lê ba chân này thì ta có thể sử dụng kết hợp một là bình ắc quy và đồng hồ để xác định. Thế thì cái thứ nhất là ta sẽ bật đồng hồ về nấc x1 của x10 là đo thông mạch và ta sẽ tìm được một cặp thông. Dạ, ta tìm được một cặp thông thì các em quan sát này. Đây. đây, tìm được luôn một cặp thông nhá. Còn chân còn lại sẽ không thông với bất kể chân nào. Không thông với bất kể chân nào. Do vậy ở đây là hai cặp thông này chính là hai chân cuộn cảm của dây Là hai chân cuộn cảm nhé. Còn chân còn lại chính là chân tiếp điểm của dơ ne. Thì chân tiếp điểm của dơ ne này sẽ được lối với cả phụ tải. Sẽ được lối với phụ tải nhé. Còn hai chân cuộn cảm này sẽ được lối với một là dương hoặc âm. Nối dương âm nhé. Thấy chưa? Có thể qua công tắc hoặc không qua công tắc thì tùy vào mỗi một mạch. Thế thì cái thứ hai nghĩa là ở đối với dơ lê e, ba chân này thì bắt buộc các em phải xác định hai chân cuộn cảm đâu là chân điện dương và đâu là chân điện âm thì đối với dân e ba chân này để lại phân biệt chân cuộn cảm âm dương phân biệt chân cuộn cảm âm dương nhé các em thế để xác định được đâu là chân âm và chân dương chân âm và chân dương nghĩa là chân nối dương điện dương và chân nối điện âm đấy thì các em có thể sử dụng kết hợp với bình ắc quy kết hợp với bình ắc quy nhé đồng nghĩa là à, thông qua một cái bóng thử nữa thông qua một cái bóng thử nữa để cho nó chuẩn được chưa thì thầy sẽ thực hiện như sau thì cái thứ nhất Thầy sẽ thực hiện như sau Đây các em mời, quan, mời các em quan sát nha Thầy sẽ thực hiện Thầy sẽ sử dụng hai cái rắc cắm này Được chưa? Thực hiện hai cái rắc cắm Sau đó thầy sẽ liên kết với cả hai chân cuộn cảm Đây một chân này Đây một chân thứ hai này Đấy. Sau đó thầy sẽ thực hiện là Xung hai cái chân này vào âm dương Của quy Cái này cho bất kể nha các em vì lúc này thầy không biết được đâu là chân âm, chân là chân dương nhá. Đấy. Chưa? Thầy sẽ sung vào hai chân. Đây thầy ví dụ cho đây là chân uh, âm ắc quy này. Chân còn lại thầy phải sung điện dương. Thì khi xung vào đây thì các em nghe thấy tiếng rơ le kêu tách cái này. Được chưa? Là rơ le có làm việc. Nhưng ở đây là chỉ có là cuộn cảm có làm việc thôi nha các em. Cuộn cảm có làm việc nha. Nhưng có điện ra đây không này. Được chưa? Bởi vì trên con dây lê ba chân này thì sẽ có một chân tiếp điểm với một chân cuộn cảm được lối lại với nhau để tạo thành chân điện dương. Nên nhớ cho thầy như thế. Đấy. Nếu các em sung không đúng thì dây lê có làm việc nhưng mà phụ tải sẽ không hoạt động. Thì do vậy thế thầy sẽ sử dụng một cái bóng thử. Thì một đầu bóng thử này thầy sẽ nối với âm. AQ. Thầy bỏ cái đồng hồ ra nha. Nó hơi dối tí các em thông cảm này. Dây dựa nó nhiều. Điện mà. Chân còn lại bóng thử thầy sẽ liên kết vào cái chân tiếp điểm này mà không thấy đèn sáng không thấy đèn sáng nhá thì chứng tỏ không thấy đèn sáng thì các em nhìn này thì cái chân nào mà lối với điện âm của ác quy chính là chân dương của dân e và chân nào lối với âm của A... à, dương của ác quy chính là chân âm của dân e thế để chứng minh được thì thầy sẽ đảo lại nhá đảo lại nghĩa là đảo âm dương này thì thầy sẽ đảo hai cái rắc này luôn nha các em thầy rút rắc ra này thầy đảo lại này cái chân màu xanh này đang ở dương nha, lúc này thầy sẽ chuyển sang đây này. Được chưa? Và chân màu à, xin lỗi màu xanh ra trời này chuyển sang ngược lại nha. Thì dơ le của thầy vẫn hoạt động. Ok chưa? Đây. Thì bóng thử của thầy sẽ sáng. Được chưa? Thì đã chứng minh thầy các em thấy này. Đây chính là chân điện dương chưa này. Đây chính là chân điện dương chưa? Chân màu xanh đây nhá. Màu xanh đây. Màu xanh có chấm trắng đây là thầy liên kết với cả chân điện dương. Thì đây chính là chân điện dương này. Chân này điện âm. Đấy. Còn nếu các em không xác định đúng chân khi các em đấu vòi mạch vào thì zone này vẫn hoạt động nhưng phụ tải không hoạt động. Nếu em đúng thì phụ tải của thầy hoạt động đây. Thì đấy là thầy đã hướng dẫn các em cách xác định chân của zone này. Ba chân nhá. Sau đây thầy lại hướng dẫn các em cách xác định chân của zone này bốn chân. rơ lên e 4 chân Thì thầy đã xác định được rồi Thì thầy sẽ loại con dây này e này ra đấy. Vẫn này ra nhé Tránh trường hợp bị chập Thế thì đối với Zone 4 chân thì lại thường sử dụng hai con. Một Zone có cặp tiếp điểm thường đóng và có cặp tiếp điểm thường mở thì thầy luôn lấy luôn hai con màu xanh này ra đây. Đấy. Thế thì đối với cặp tiếp điểm thường mở ấy thì các em lưu ý là khi xung điện vào quận cảm thì cặp tiếp điểm đấy mới đóng. Còn khi không xung điện vào thì cặp tiếp điểm đấy mở ra. Mở ra. Còn cặp tiếp điểm thường đóng thì ngược lại là khi không xung điện vào quận cảm thì cặp tiếp điểm nối lại. Còn xung điện vào quận cảm thì cặp tiếp điểm đấy mở ra thì sau đây thầy sẽ sử dụng đồng hồ để xác định chân của dơ le thì đối với con dơ le bốn chân này thì ta không cần phải uh, dùng bình áp quy kết hợp để xác định ta chỉ sử dụng đồng hồ bật về lớp x 1 hoặc x 10 đo thông mạch đối với con dơ à, đối với dơ le mà có cặp tiếp điểm thường đóng thì các em sẽ đo được hai cặp thông có hai cặp thông nhá nhớ cho thầy còn cặp tiếp điểm dơ uh, có cặp tiếp điểm thường mở thì chỉ có một cặp thông thôi đó chính là cặp cuộn cảm thì mời các em quan sát thầy đo con thứ nhất đây nha. đây các em quan sát này bật đồng hồ lớp x1 x10 nhá sau đó kiểm tra tết đồng hồ này cứ quên hay quên nắm đây này được chưa lúc nào quên thì nhớ nhắc hộ nhá đây các em đo này thầy đo vào cặp thứ nhất đây kim đồng hồ thầy không nên nhá chưa để chứng minh tiếp này nếu mà không nên như này là thầy đã được chứng minh được là hai chân này là hai chân tiếp điểm rồi nhưng để an toàn hơn thì lại đo tiếp này cái giơ ne hỏng thì sao đúng không? Thì đây chính là hai chân cuộn cảm, còn đây là hai chân tiếp điểm. Thì đối với cái loại giơ ne 4 chân này các em không cần phân biệt hai chân cuộn cảm đâu là âm đâu là dương, không cần phân biệt luôn các em. Được chưa? Đấy, không cần phân biệt cho thầy. Và còn hai chân tiếp điểm này thì các em nên nhớ cho thầy là hai chân gì đấy? Một chân nối phụ tải, một chân nối với nguồn. Đấy, còn hai chân cuộn cảm thì cứ một chân nối với dương nguồn, một chân nối với âm nguồn. Có thể qua công tắc hoặc không qua công tắc thì tùy mạch nha các em đấy là thầy đã xác định được và sau khi xác định được cái chân con zener à, này rồi thì các em nhớ cho thầy là cái cặp mà không thông này này thấy chưa chính là là cặp tiếp điểm rồi đúng không và cặp thông này là cặp cuộn cảm rồi thì thầy đã suy luận được ngay đây là zener có cặp tiếp điểm thường mở nha zener có cặp tiếp điểm thường mở, chưa còn zener à, thứ hai cặp tiếp điểm thường đóng thì sẽ có hai cặp thông thì để chứng minh xem đây có phải zener thường đóng không em nhưng đối với em thường đóng này các em nên nhớ nha Khi các em đo thì các em phải so sánh giá trị điện trở cho thầy nhá Muốn so sánh giá trị điện trở thì các em cứ bật lên x10 cho thầy Chỉnh kim đồng hồ cái Đấy chưa Đấy Thì bao giờ cái cặp cuộn cảm cũng có giá trị điện trở lớn hơn cặp tiếp điểm Thì mời các em quan sát này Để đo cặp thứ nhất nhá Có giá trị điện trở bằng 10 ôm Nhân với 10 là nên là 100 này, này. Đấy chưa Cứ giả sử nó bằng thế sắp xỉ thế nhá Không chuẩn được đâu đây, cặp thứ hai. Các em nhìn này. Được chưa? Nhỏ hơn chưa? Thì cặp nào có điện trở nhỏ hơn chính là cặp tiếp điểm, còn cặp nào có điện trở lớn chính là cặp cuộn cảm. Và cũng dựa vào đây các em đã phân biệt đâu là cặp cuộn cảm và tiếp điểm. Cũng tương tự như cặp uh, như le có cặp uh, tiếp điểm thường mở thì nghĩa là cuộn cảm cũng là hai chân nối với âm dương nguồn có thể qua công tắc điều khiển. Còn le uh, còn cặp tiếp điểm cũng như vậy, nghĩa là một chân nối phụ tải thì một chân phải nối với nguồn. Thì tại sao thì ở đây các em học về cái phần lý thuyết dơ le Nghĩa là con dơ này nó dùng để bảo vệ các công tắc trên các mạch Để bảo vệ các công tắc trên các mạch nha các em Nghĩa là khi cái công tắc điều khiển chỉ cấp một nguồn nhỏ cho cái cuộn cảm này thôi Khi cuộn cảm này làm việc tạo ra từ trường hít cập tiếp điểm đóng lại Sẽ nối nguồn dương từ chân này sang chân này Nghĩa là từ chân tiếp điểm này sang chân tiếp điểm này Và đi ra phụ tải điều khiển cho phụ tải hoạt động Do vậy trong quá trình làm việc trong quá trình làm việc nhé thì cái cặp tiếp điểm này phải chịu toàn bộ cái phụ tải nhá. chịu toàn bộ nhé cái tải của cái phụ tải đó chứ không phải là cái công tắc đó mình chịu được chưa thì đấy là cái thì em nhớ cho thầy thì sau đây để thầy hướng dẫn kem xác định chân của con dây leo năm chân thì đây chính là dây leo năm chân thì đối với dây 5 năm chân này thì ở chân dây này sẽ có hai chân cuộn à, xin lỗi có hai chân cuộn cảm này và có một cặp tiếp cặp tiếp điểm thường đóng và một chân tiếp điểm thường mở. Thì ở đây thì các em lại sử dụng là xác định chân phải kết hợp. Kết hợp đây thì các em có thể kết hợp một là đồng hồ, hai là bình áp quy thôi để tìm được ra chân nhé. Thì mời các em quan sát đây. Để xác định ở đây thì cái thứ nhất ta sử dụng đồng hồ vẫn bật với x1 với x10 sau đó ta kiểm tra lại tình trạng đồng hồ. Rồi dùng đồng hồ đo với các chân này. Ta sẽ tìm được hai cặp thông. Cặp nào có điện trở lớn chính là cặp cuộn cảm. Còn cặp nào có điện trở nhỏ chính là cặp tiếp điểm thì mấy em quan sát này. Đây. Được chưa? Cặp này là có giá trị bằng uh, 9 ôm này. Nha. Nhân với 10 lên nữa, nữa nha em nhé. Phải số 9 đấy. Và tiếp này, chân này không thông nha các em. Chân này không thông nha. Sang đây. Đây chính là cặp thứ hai. Về không. Thì đây là cặp là có giá trị liên trở nhỏ hơn Do vậy đây chính là cặp tiếp điểm Còn đây chính là cặp cuộn cả Còn đây chính là chân tiếp điểm thường mở đấy chưa? Thế thì bây giờ để các em xác định được đâu là chân chung Chân chung Nhá Tại sao từ, à, dùng tại, thầy, dùng từ chân chung Bởi vì khi xung điện vào cuộn cảm này Thì cái cặp tiếp điểm này này Nó sẽ có một chân chung Thì cái chân đấy sẽ được lối với cả Khi xung điện vào cuộn cảm Thì cái tiếp điểm đấy sẽ tách cái một trong hai chân này ra và lối với cái chân thường mở này nhà tách tiếp điểm thường đóng và lối với thường mở Chứ? do vậy lúc này các em muốn xác định được đâu là chân chung và chân tiếp điểm thường đóng thì các em sẽ xung điện vào hai chân cuộn cảm này và lấy đồng hồ đo lấy chân thường mở này đo với hai chân thường đóng này sẽ tìm được ra thì lúc này thầy sẽ thực hiện cho các em thấy đây đây nha một chân đây Sử dụng cái dây cho nó ngắn ngắn tí tí cho nó đỡ thành dối nhá Sau đó thầy sẽ sung. Và ở đây thì các em lưu ý này. Hai cái chân cuộn cảm này mình cũng không phân biệt đâu là âm dương nha các em. Các em lấy bất kể luôn. Không phân biệt luôn nhé. Và lấy bất kể cho thầy. Các em nghe tiếng rơ le kêu này. Nếu rơ le của thầy mà kêu như thế này đã chứng minh được cho là rơ le này đã gì đấy. Tốt được 50% rồi. Nghĩa là cuộn cảm của thầy tốt rồi nhá. Còn mỗi tiếp điểm nữa thôi các em ạ. Đấy, thì đấy cũng là cách để xác định được là nguồn cấp cho dân e tốt không. Thì các em nhìn như thầy này. Thầy sẽ lấy một trong hai chân này nhá. Ví dụ đây cứ đo đây. Đây anh này lên này. Đấy chưa? Đấy anh này lên nhá. Đây cặp này lên này. Thì có phải là cái chân này là chân tiếp điểm thường đóng này. Khi xung điện vào cuộn cảm thì anh này sẽ bị mất. Đấy chưa? Thì cái cặp tiếp điểm thường mở ở bên này sẽ được lối với cặp tiếp điểm thường đóng bên này. Lên đây em. Đấy. khi không xung điện vào thì sẽ gì đấy hai này sẽ mất này à đây này hai này sẽ lối nhé xin lỗi đây hai chân này nối này đây các em nhìn thấy thầy chân này mất này được chưa chân này mất do vậy chân nào là chân chung đây chính là chân chung các em chân chung này một sẽ được lối với phụ tải hai được lối với cả nguồn tùy vào mạch nhé các em tùy vào mạch còn hai chân này cũng tương tự như vậy một nối với nguồn hai nối với phụ tải cũng tùy vào mạch Do vậy để các em nắm được cái này thì nó phải phụ thuộc vào cái mạch ở trên hệ thống điện. Đấy. Nhưng ở đây thầy chỉ dạy là hướng dẫn xác định tìm ra chân thôi nhé các em. Đấy, sau khi xác định xong rồi thì thầy sẽ lại bỏ ra. Được chưa? Và cái sau này các em nhớ nhớ này. Ví dụ như sau khi các em xác định được rồi ý, thì các em để nhớ được cái con dơ le này là chân nào là chân chung, nào chân nào là chân thường mở, chân nào chân thường đóng. Thì thầy cũng dạy luôn đây các em nhìn thấy hai chân ở hai đầu này là hai chân cuộn cảm rồi đúng không ba chân này nó thiết diện bằng nhau nhá các em dạ yeah, ba chân này thiết diện bằng nhau nhé thì các em nhớ cho thầy này thầy em cứ để cho thầy cái uh, ba chân này lên trên người ta nhìn thẳng vào thì anh ấy lên trên thì chân nào ở bên phải chính là chân chung thấy chưa chân bên trái là tiếp điểm thường mở chân ở giữa hai quận cảm chính là chân thường gì đóng và hai bên chính là hai chân quận cảm đó luôn là các em nhớ được cực kỳ tốt Thì các em nhớ được thì sau này các em làm cho em nhìn vào phát này em biết ngay đâu là cuộn cảm đâu là tiếp điểm nhá Cái gì nó cũng phải có quy ước chung Do vậy mình phải nhớ được Do Muốn làm được, muốn nhớ được cái này thì người ta bảo chăm hay không bằng tay quen đấy các em ạ Làm nhiều thì mới nhớ được nhá Đấy là thầy đã hướng dẫn xong con dơ lê 5 chân Sau đây thầy sẽ hướng dẫn dơ lê 6 chân Mấy các em quan sát này Chưa Dơ lê 6 chân nhá Các em nhìn Đây có 6 chân này 46 Thì đối với len 6 chân này thì sẽ có hai cặp tiếp điểm thương mở và chỉ có một cặp cuộn cảm. Do vậy ta có sử dụng đồng hồ và kết hợp với bình ắc quy để tìm ra từng cặp tiếp điểm và cặp cuộn cảm được. Thì cái thứ nhất là dùng đồng hồ đo thông mạch thì ta tìm được có một cặp thông thôi các em. Các em nhìn này. Ví dụ thầy đo đại nhá, đây không thông này, loại này. Không thông loại này. Không thông loại luôn này. Được chưa? Đo với hai chân này luôn này, cũng không thông này. Đây nhá các em nhìn này không thông này thì còn hai chân cuối cùng nha các em nhìn luôn cho thầy đồng hồ thầy lên đồng hồ thầy lên nhá thấy chưa thì chính tỏ hai chân này chính là hai chân cuộn cảm còn bốn chân này là bốn chân tiếp điểm để tìm được đâu là cặp từng cặp một thì các em sẽ xung điện vào bình ác quy à xung uh, dương âm bình ác quy vào hai chân cuộn cảm cho thầy đây xung âm dương vào hai chân cuộn cảm nhá đấy thì các em vẫn nghe thấy tiếng dơ le kêu nhá đây đây cho nhanh này. Sau đó các em dùng đồng hồ đo vào hai cặp này, à bốn chân này. Các em nhìn đây. Đây là không nên nhá. Không nên nhá. Được chưa? Đây được một cặp luôn này. Thì chắc chắn là cặp còn lại là cặp thứ hai rồi. Do vậy bốn cái chân này thì ví dụ cái trong cái cặp này thì cũng y như cái dơ le bốn chân thôi các em. Chưa? Thì ví dụ đây là một cặp tiếp điểm, đây là cặp tiếp điểm thì chân này nguồn thì chân này phụ tải. Chân này nguồn thì chân này phụ tải, tương tự như vậy nhá. Thì đấy là thầy đã hướng dẫn được xác định chân của Zone. Yeah. Và cái thứ hai nếu ngoài cái sử dụng kết hợp đồng hồ này ra với bình ắc quy ra là các em đã xác định chân rồi thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em một số cách ta có thể xác định chân của le. của một số le như sau. Cái thứ nhất, đối với một số nó le rời mà có rắc nguồn như này các em gọi là dơ le rời là không mình không cắm vào ổ dơ le cầu trì đâu nhá cái là hộp dơ le cầu trì thì các em có thể nhìn vào cái thiết diện dây thiết diện nhé Cứ chân nào, cặp nào mà có thiết Nghĩa là chân nào có thiết diện nhỏ Cặp nào có thiết diện nhỏ nhé Nghĩa là ở trên dưới này này cũng có hai chân có thiết diện nhỏ Thì các em nhìn hai chân này có thiết diện nhỏ đúng không bốn chân này thiết diện lớn nhưng mà có hai màu khác nhau cứ hai đỏ hai uh, hai xanh sọc trắng đây hai đỏ sọc trắng thì ở đây các em nên nhớ đối với sáu chân như thế này thì các em cứ dựa vào thiết diện cho thầy dây thiết diện dây là cái kích cỡ dây này cứ hai dây nào nhỏ chính là hai cuộn cảm còn toàn bộ lớn là chân tiếp điểm còn nếu mà sáu chân này cứ một cặp lệch nhau này màu lệch như này nhá là một cặp tiếp điểm một cặp tiếp điểm là cặp thứ hai đấy là cách thứ nhất là dựa vào tiết diện dây cách thứ hai ta có thể dựa vào màu sắc của, Le, à, của chân dây len thì các em nhìn thấy màu sắc này thì trên màu sắc này các em nhìn thấy thầy cứ hai chân nào có màu trắng loại bốn chân này nhá hai chân có màu trắng chính là hai chân cuộn cảm còn hai chân có màu đồng chính là hai chân tiếp điểm thì các em chỉ cần dựa vào đấy là các em thấy luôn chưa? đấy thì đấy là cách xác định nhé là cách thứ hai cách thứ ba các em có thể cũng dựa vào thiết diện của các chân dơ le đối với cái loại mà uh, dơ le uh, được cắm vào ổ hộp cầu trì đấy này nhé như những cái loại này này thì em dựa vào thiết diện cho thầy cũng dựa vào thiết diện đây loại bốn chân này nhé cặp nào có thiết diện nhỏ chính là cuộn cảm cặp nào có thiết diện lớn chính là tiếp điểm thì thấy cũng chứng minh đối với con dơ này cũng là bốn chân nhưng không hai giống hai con dây này vừa nãy nhé các em nhìn như thế này hai chân có thiết diện nhỏ là còn cảm chưa còn hai chân thiết diện lớn chính là tiếp điểm bởi vì dơ này là tiếp điểm thường mở nhé các em thì đấy là thầy đã hướng dẫn các em cách xác định chân từ dùng đồng hồ này kết hợp bình ác quy bóng thử và ngoài ra bằng quan sát thiết diện hình dạng trên dơ le thì đấy là những cái cách thầy đã xác định cho hướng dẫn cho các em sử dụng dơ le thì đấy là cái những cái phương pháp mà mong rằng các em sẽ nắm được và thực hiện được. Nhưng ở đây thầy vẫn nhấn mạnh câu là thầy dạy ở đây nhưng cái quan trọng là các em phải làm. Sau khi tiếp thu rồi làm. Làm nhiều thì mới nhớ được. Ví dụ như bây giờ vứt cho thầy một con dơ nê như thế này. Thầy cũng đã phân biệt được đâu là quận cảm, đâu là tiếp điểm của dơ nê rồi. Đấy chưa? Đấy thì các em muốn làm được thì bắt buộc là các em phải học thôi. Nha? Thì đấy là trong quá trình Thầy đã hướng dẫn các em cách xác định chân của dây le. Đấy, thì bài hôm nay thầy đã kết thúc ở đây. Đấy, mong rằng khi các em thực hành sẽ thực hiện tốt cho thầy.